Phía sau quý cô bác anh chị và em Tuấn là nút giao giữa đường T1 và quốc lộ 51 kết nối trực tiếp vào sân bay Long Thành. Đây là khu vực nút giao Bồng Binh của sân bay Long Thành và quốc lộ 51, nút giao đặc biệt quan trọng. Để hiểu rõ hơn về con đường T1 và nút giao, anh chị và em Tuấn cùng quay camera sau để cảm nhận rõ nhất về nút giao quốc lộ 51 và đường T1, anh chị và em Tuấn cùng theo dõi nhé. Dạ. Ở phía trước mắt quý cô bác anh chị đó là khu vực Bồng Binh của tuyến đường quốc lộ 51 đang được triển khai và khoan nhồi những cái cọc để chuẩn bị rất là lớn kia, rất là lớn đấy ạ. Dạ. Để chuẩn bị công tác làm trụ cầu kết nối ngang qua quốc lộ 51 vào sân bay Long Thành, thì vị trí từ khu vực anh chị và em Tuấn đang đứng chỉ cách cổng chính của sân bay Long Thành khoảng 2 cây đến 2 cây rưỡi thôi, là chúng ta sẽ vào nhà ga T1 của sân bay Long Thành, gói thầu 35.000 tỷ. Dạ. Đấy, phía xa xa cũng có anh chị đấy là tiến độ thi công. Tiến độ này là tiến độ thi công ngày đêm luôn. Dạ. Đấy, đang được thi công rất là khẩn trương. Dạ. Mặt tiền quốc lộ 51 một hướng là sẽ về Bà Rịa Vũng Tàu, và hướng còn lại thì chúng ta sẽ đi về Biên Hòa, về thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Đấy. Mặt tiền quốc lộ 51 đây đang được triển khai. Và vị trí tiếp theo anh chị và em Tuấn đang đứng là ngay đoạn nút giao giữa đường quốc lộ 51 và kết nối trực tiếp vào sân bay Long Thành. Phía trước mắt quý cô bác anh chị là vào trực tiếp cổng chính của sân bay Long Thành, hướng theo đường 25C vào cổng T1. Thì quý cô bác anh chị cũng có thể thấy này, những cái cọc rất là lớn đang được triển khai này. Dạ. Đấy, đang được triển khai rất là khẩn trương luôn. Và anh chị và em Tuấn đang đứng ở xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, nút giao trực tiếp vào nút giao cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và trực tiếp sân bay Long Thành, chỉ cách sân bay Long Thành khoảng 2 cây rưỡi số thôi. Dạ. Và theo dự kiến thì khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động thì góp phần rất lớn cho nền kinh tế của huyện Nhân Trạch, huyện Long Thành và cả tỉnh Đồng Nai, miền Tây, miền Đông Nam Bộ, và góp phần tạo công ăn việc làm cho 4.000 lao động phục vụ cho sân bay. Và dự kiến là 2026 sân bay Long Thành sẽ xong và bay chuyến bay đầu tiên vào năm 2026. Thì đây cũng là nút giao cực kỳ quan trọng và tuyến đường kết nối trực tiếp vào sân bay Long Thành. Em Tuấn gửi đến quý cô bác anh chị. Anh chị yêu quý nhớ nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ em Tuấn like nhiều video về hạ tầng và những nguồn đầu tư tại đây. Em Tuấn xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị ở những video sau nha. Xin chào.